Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Ta-da! Các bạn đã bao giờ thấy một cái setup để làm việc với iPad thì nó sẽ như thế nào chưa? Đấy. Vốn các bạn hay nghĩ là iPad thì nó sẽ chỉ là kiểu giải trí các thứ thôi đúng không? Nhưng mà không, có rất nhiều người vẫn sử dụng iPad để làm việc. Đặc biệt khi mà hiện tại thì iPad Pro M1 như là phiên bản 11 inch và phiên bản 12.9 inch thì nó là cực kỳ mạnh với con chip Apple M1 luôn đấy các bạn. RAM mặc định cũng đã có tới 8GB, thế nên các bạn cũng đã có thể làm được rất rất nhiều việc trên cái máy tính bảng này. Tuy nhiên thì do giới hạn của iPadOS, thế nên chúng ta vẫn bị giới hạn đi rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà giới hạn thì giới hạn thôi, còn mình là người sử dụng nên mình phải phá vỡ giới hạn đúng không? Đây là một cái setup mà mình đã có một cái màn hình này, một cái iPad, bàn phím, chuột, và mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một chút về cái setup này, làm sao để có thể làm việc được với iPad Pro. Thực ra là mình còn thiếu Apple Pencil các bạn, nhưng mà không mượn được thì mong các bạn thông cảm. Giờ mua cũng khó quá trời. Nhưng mà được cái nếu như các bạn mà có muốn tận dụng những cái iPad mà mình đang có như là iPad Pro M1 11 inch hoặc là 12.9 inch, hoặc các bạn có thể mua mới tại Sale on Net chẳng hạn. Đấy, đường link sẽ ở phía bên dưới. Và các bạn có thể sắm thêm những cái món phụ kiện khác để mà chúng ta có thể tận dụng và tạo nên một cái workspace với iPad Pro thú vị hơn. Thì đây sẽ là video dành cho bạn, không để các bạn đợi nữa. Bắt đầu trải nghiệm luôn vào ngày nhá. Thì đầu tiên cái tiên quyết là các bạn sẽ cần phải có một cái màn hình. Thì màn hình đương nhiên độ phân giải càng cao càng tốt. Tuy nhiên thì mình chỉ đang test ở đây một cái màn hình của HP với độ phân giải là Full HD mà thôi. Tuy nhiên là để cho đẹp nhất với những đồ của Apple như này thì các bạn sẽ cần có cái màn hình độ phân giải là 4K. Và các bạn cũng có thể tham khảo một vài những mẫu màn hình 4K giá rất là tốt tại Sale on Net. Đường link sẽ ở phía bên dưới luôn. Và để cho ăn ngon nhất thì các bạn có thể tham khảo những cái mẫu có cổng USB Type-C, để từ một cái cổng USB Type-C ở cái màn hình các bạn nối trực tiếp đến cái tablet này là xong. Đấy. Còn như mình đang kiểu tận dụng ấy, thế nên mình sẽ cần có một cái công cụ khác, đấy là một cái hub. Một cái hub này ở đây thì mình có thể kết nối đến cái iPad thông qua một sợi cáp C2C vào đây. Sau đó từ cái hub này mình sẽ xuất tín hiệu ra HDMI đến cái màn hình. Và mình cũng có thể cắm sạc một cái cục nguồn đâu đó tầm khoảng 65W vào cái hub này. Thế là nó cũng đã sạc được luôn cho cái iPad Pro này của mình. Đó. Nên nói chung thì mình sẽ cần một cái hub trung gian. Và nhờ có cái hub này thì mình cũng có thể kết nối đến một con chuột dùng cái cổng USB-A receiver như bình thường. Hoặc các bạn có thể kết nối chuột có dây, bàn phím có dây. Còn mình thì đang sử dụng ở đây là một cái NG68. Mốt lại hết rồi. Các bạn nhìn thấy hơi lạ đúng không? Và nó sẽ sử dụng cái Bluetooth để kết nối đến cái iPad này. Khi mà các bạn kết nối ra những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài thì lúc này các bạn lại không sử dụng được cái loa ngoài của cái iPad Pro nữa, bởi vì là nó sẽ chuyển thông qua cổng HDMI hoặc là USB-C DisplayPort gì đó, thì nói chung là các bạn sẽ không sử dụng được. Thế nên là các bạn sẽ cần thêm một cái loa Bluetooth khác. Mình đang sử dụng ở đây một cái loa Tekin để đây cho đẹp thôi, chứ loa chính của mình là cái loa Marshall. Tuy nhiên thì để vào đây thì nó không hợp cho lắm, nên là thôi mình không để vào. Ok, đó, nói nôm na là cái setup của mình sẽ là như vậy: iPad, màn hình, hub, chuột, bàn phím, loa. Ok, các bạn mà tận dụng được cái gì thì nó đỡ chi phí phần đó. Đấy. Còn mình thì không có Apple Pencil ở đây nên mình sẽ không nói về những trải nghiệm về Apple Pencil nhé các bạn nhé. Ok, rồi, thế thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ cần lưu ý, tỷ lệ màn hình của iPad sẽ là 4:3, còn tỷ lệ màn hình của chúng ta sẽ là 16:9. Thế nên các bạn để thấy một điều là chúng ta sẽ có hai cái mảng đen hai bên rất là dày ở đây. Và đây cũng chính là cái điểm yếu của việc iPadOS chưa xuất được ra cái màn hình ngoài theo kiểu dạng gọi là extended, tức là cái kiểu mở rộng màn hình, mà nó sẽ chỉ là duplicated gì đó thôi, kiểu là phản chiếu đấy, dùng tiếng Việt cho nó dễ, đúng không? Phản chiếu, đúng không? Chính xác. Thì đấy, rõ ràng là trên cái màn hình của chúng ta thì mọi thứ đều ok, nhưng mà trên cái màn hình này thì nó bị đen hai mảng, và đấy là một cái mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải mất một chút thời gian để làm quen. Tiếp theo, với những cái trải nghiệm đa nhiệm kết hợp với cả chuột và bàn phím thì các bạn sử dụng trên này có ok hay không? Đây, rất ok này, chuột của mình này, các bạn thấy chưa? Kéo lên đâu thì nó vẫn kéo như bình thường. Các bạn có những cái thao tác chạm về cái màn hình ấy, thì các bạn bấm chuột trái như bình thường thôi. Thậm chí là chuột phải, chuột trái giờ như nhau, các bạn bấm chuột gì cũng được, ok hết. Đấy, ví dụ các bạn sử dụng đang lướt web đúng không? Chúng ta vào Sale on Net. Rất nhanh vãi đạn luôn. iPad Pro M1 nhảy không các bạn? Đấy, ví dụ con này là 21.6 triệu tại Sale on Net. Các bạn muốn thoát ra ngoài thì các bạn cũng có thể kéo lên
vuốt như bình thường, hoặc các bạn bấm vào cái dưới này chúng ta cũng có thể bung ra ngoài được luôn. Đó, rất là tiện. Tất cả các bạn sử dụng thì các bạn đều có thể sử dụng những cái nút bấm cái rất là nhanh trên cái màn hình này mà không cần phải để ý quá nhiều đến cái iPad. Lúc này các bạn thích thì các bạn có thể cất iPad trong một góc, tại vì đằng nào thì màn hình hiển thị trên cái này như nào thì iPad cũng như vậy. Còn nếu không thì các bạn có thể setup một cái setup như mình. Đó, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo đến trải nghiệm gõ tiếng Việt thì sao? Thì nói luôn là rất là ngon. Đây, mình sẽ sử dụng cái Google Tài liệu nhá, để mà các bạn làm văn phòng. Rất nhiều bạn ấy hỏi mình thì làm văn phòng các thứ có tốt hay là không. Thì đối với bản thân mình á, thì đồ của Apple có một cái rất là hay, đó là chúng ta đã có nguyên một cái bộ Office. Đó, ví dụ như là Keynote này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Ví dụ như là Page này. Đó, tất cả đều miễn phí hết. Đó, Number này. Đấy. Đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Thế nên các bạn thích thì có thể sử dụng đồ của Apple hoặc là đồ của Google miễn phí. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể tải Word Excel về như bình thường. Bởi vì chúng ta cũng đã có những phiên bản Word Excel được tố rất tốt cho cái nền tảng iPadOS này rồi. Nhưng mỗi tội là sử dụng đồ của Microsoft thì phải trả tiền. Mình thì mình vẫn thích đồ miễn phí hơn các bạn ạ. Còn bây giờ trải nghiệm về cái chuyện gõ đi. Đây, đây là đoạn văn bản được gõ từ iPad kết hợp với một cái bàn phím ở bên ngoài. Gõ tiếng Việt T-Lex một cách bình thường, và thậm chí đối với cái phiên bản iPadOS 15 thì chúng ta cũng đã có thể gõ được VNI, gõ được VQA các kiểu. Đó, rất là nhiều kiểu gõ dành cho các bạn. Thế nên để nói cho đúng ra thì ở cái thời điểm hiện tại nó cũng đã hỗ trợ cho công việc được nhiều hơn, để các bạn có thể làm được nhiều thứ hơn. Hay thậm chí là các bạn có thể chuyển sang dùng trang tính thì các bạn vẫn có thể tạo những cái bảng trang tính ở đây một cái rất là bình thường. Và cái giao diện này sử dụng thì nó cũng tương tự hoàn toàn như cái việc mà các bạn sử dụng ở bất cứ một cái nào khác thôi. Nói chung là cũng bình thường, quen thuộc lắm các bạn. Ok. Chỉ có điều là khi mà chúng ta dùng chuột như này thì có thể nói là cái độ chính xác nó sẽ cao hơn so sánh với việc các bạn sử dụng trên màn hình của tablet, sử dụng ngón tay gõ tiếng Việt này. Đó, ok, đã quen thuộc rồi. Nói chung đó là những cái rất là cơ bản, và bây giờ nói đến một trong những cái trải nghiệm mà mình thích nhất, đó là làm việc đa nhiệm trên cái màn hình này. Các bạn cũng biết là với iPad thì chúng ta có thể ví dụ lướt web một bên, sau đó các bạn vuốt xuống như này để chúng ta mở thêm một cái ứng dụng khác. Đó, thế là lúc này các bạn có thể lướt web một bên, check tài liệu, check nội dung gì đó. Một bên thì chúng ta gõ văn bản. Và nếu như các bạn nhìn trên một cái màn hình kiểu iPad như này thì nó hơi bé, đúng không? Thì bây giờ các bạn đã có một cái màn hình rất lớn ở đây. Và thực sự trong nhu cầu làm việc của rất nhiều anh em thì hai cái ứng dụng cùng một lúc trên một cái màn hình như này là đủ. Một cái để tìm kiếm thông tin tài liệu, một cái để gõ văn bản. Đấy là cái cách mà mình thấy rất nhiều người cũng đã làm và hiện tại cũng đang sử dụng rất là nhiều. Thì đây, một cái trải nghiệm như này, và các bạn có thể thấy một điều là nó cực kỳ mượt mà. Trời ơi, kéo qua kéo lại như thế nào đó. Mượt không? Quá mượt luôn. Các bạn có thể tưởng tượng bây giờ kết hợp một cái màn hình 27 inch, độ phân giải 4K thì tất cả những con chữ như này nó nét như thế nào và nhìn nó đã như thế nào. Đây với chị là 24 inch Full HD thôi đấy. Trời ơi, đó. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm công việc đấy. Trải nghiệm công việc cực kỳ tuyệt vời luôn á các bạn. Ok. Đấy. Rồi, thì đấy là một trong những cái mà mình khá là thích. Nhưng đến một cái còn thích hơn, đó là khi mình làm việc với cái phần mềm LumaFusion. Thì các bạn cũng biết LumaFusion là một cái phần mềm để mà mình edit video rất là mạnh luôn. Đây là một cái phần mềm edit video 4K, các thứ làm màu mè, các thứ kiểu nói chung là cực kỳ đã. Và nó tối ưu thì có thể nói là quá đỉnh luôn. Thế nên là mình có thể làm việc video 4K, HDR, các thứ better này, không gặp một vấn đề gì cả. Ví dụ như mình đang edit ở đây một cái file video 4K 30 frame. Thì lúc này mình thao tác tất cả mọi thứ bằng touch ở trên cái iPad. Đấy, các bạn thấy không, mình có thể kéo qua kéo lại. Bởi vì thực tế ra mà nói thì sử dụng bàn phím với chuột trên cái này thì chưa ngon. Đấy, mình nói thật là chưa ngon. Đấy, chưa ngon. Thế nên là touch vẫn là cái thích nhất. Nhưng mà cái còn thích hơn, đó là mình có thể sử dụng toàn bộ cái màn hình phía bên trên này để preview bằng một nút bấm. Pew. Trời ơi, nghĩ gì nữa các bạn. Các bạn cứ thử tưởng tượng chúng ta đang preview sản phẩm mà mình đang dựng trên một cái màn hình 24 inch. Trời ơi, đây, mình có thể thêm text này. Đó. Mình có thể cắt này.
Đó, người ta cắt này, sau đó mình có thể làm màu này. Lúc này á, các bạn để thấy một điều á, tất cả những cái màn hình ở phía bên dưới của cái iPad này là cái màn hình để mình tùy chỉnh được tất cả những thông số. Còn phía bên trên cái màn hình này sẽ hiển thị cái kết quả ngay lập tức real time luôn. Ví dụ mình kéo contrast này, đó, mình kéo saturation này, đó, mình kéo vibrant này, đó, highlight shadow này, đó, mình kéo. Và đương nhiên lúc này các bạn kéo bằng chuột á, thì nó chính xác hơn rất là nhiều so sánh với việc các bạn kéo bằng tay như thế này. Trời ơi, kéo màu kiểu như này nó cứ phải gọi là đỉnh vãi luôn, đúng không các bạn? Hay thậm chí các bạn có thể add text vào đây, thêm overlay time. Đó, chỉnh sửa. Đây là văn bản real time nè. Xịn chưa, xịn chưa, xịn chưa? Thôi chỉnh cho các bạn xem thôi. Đó, các bạn thấy sao? Thế là tự nhiên mình có nguyên một cả cái workspace để mà edit video đỉnh vãi, nguyên phía bên dưới này để xem timeline, import media các thứ. Bên trên có một cái màn hình show kết quả quá đỉnh luôn, kỹ từng thứ một luôn các bạn. Ok chưa? Đó. Nói chung thì cái trải nghiệm để mà mình edit video với cái LumaFusion này thực sự là nó kiểu tu quá tốt ấy. Thế nên nó ngon vãi cả trường luôn. Và cái kiểu preview như này, xem kết quả như thế này, quá đã. Thế nhưng mà đó chỉ là những cái mà mình cảm thấy gọi là vui là chính thôi. Chứ còn để nói mà thực sự mà ngon thì mình thấy nó vẫn còn khá nhiều thứ thiếu sót. Đây mình lấy một cái ví dụ các bạn muốn giải trí chẳng hạn, đúng không? Các bạn xem video trên YouTube. Đây, các bạn xem video của mình đi. Các bạn đã quay trở lại Tony Phùng Studio. Mở full đi. Đấy. Đầu tháng 8 rồi các bạn. Xem cái màn hình 24 inch thì tự nhiên cái không gian xem được có một tí, nó cũng chẳng có to hơn nhiều so sánh với con iPad. Ok, đấy là cái yếu tố đầu tiên, bởi vì rõ ràng nó không có cái chế độ người ta gọi là extended ra để lúc này ví dụ như mình vừa muốn xem video trên này, hay là mình vừa muốn lướt lướt gì đó trên này, hoặc là ở dưới cái màn hình của iPad này mình làm giải trí, mình xem phim, còn bên trên này mình vẫn làm một cái việc khác. Nó chưa thể nào làm được cái điều đó, trong khi đó rất nhiều những mẫu máy tính bảng khác, ví dụ như Samsung DeX, V8 F7 Plus đã làm được. Không tin thì hôm nào mình làm cho một cái video mình xem, đỉnh lắm. Rồi, hay ví dụ như là cái vụ đây, ngay cả đơn giản như là cái việc mà mình kết nối ra ngoài như thế này là không sử dụng được cái loa ngoài của cái iPad Pro. Rõ ràng mình có quyền chọn cái output âm thanh ra từ cái loa của iPad, mà loa của iPad quá đỉnh, tự nhiên bây giờ phải kết nối sang những cái loa Bluetooth bên ngoài. Nhiều người người ta không có loa thì người ta làm sao? Ok, chẳng nghe lại phải kết nối tai nghe đến cái màn hình. Màn hình mà nó cũng không có cả lắc ra cắm tai nghe thì sao? Không nghe được tiếng à? Đúng không? Đấy, nhiều cái lắm các bạn. Hay, cái vấn đề cuối cùng đó là việc khi các bạn làm việc như thế này này thì chúng ta sẽ có cái nhu cầu trao đổi file với những thiết bị ngoại vi khá là nhiều. Thế nhưng mình phải nói thật lòng luôn á, là cái trình quản lý tệp trên iPadOS này sau bao nhiêu thời gian nó vẫn ngu một cách vãi cả đạn luôn các bạn. Thề ngu lắm luôn. Đôi khi mình cắm vào đây những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài như kiểu SSD rời, có phim, viết các thứ, có file video, có ảnh từ thẻ nhớ các thứ vào á. Đôi khi nó treo, nó treo vãi cả lâu luôn. Mình không hiểu lý do vì sao nó treo, và đến thời điểm bây giờ cho dù là mình dùng phiên bản iOS 15 beta hay phiên bản 14 chính thức á, thì nó cũng vẫn bị treo. Đôi khi các bạn có file vào, nó vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để load và treo. Đấy là cái vấn đề mà mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ cảm thấy khá là khó chịu khi mà sử dụng cái nền tảng này. Còn lại thì cơ bản những thứ mà nó làm tốt được thì nó quá mượt. Nó mượt một cách kinh khủng luôn. Cái màn hình của iPad là 120Hz, lên trên này là 60Hz, nhưng mà tất cả những cái thao tác phản hồi mọi thứ đều ok, không có vấn đề gì cả. Bấm vào ứng dụng nào là truy cập vào ứng dụng đấy, và tất cả những cái gọi là tốc độ phản hồi rồi trải nghiệm mở app, bung app các thứ ra, hay là xử lý những cái file hình ảnh video thì mọi thứ đều rất nhanh. Nói chung thì đấy là cái điểm mạnh của Apple M1, nhưng điểm yếu nó đến từ cái iPadOS. Vậy bạn nghĩ sao về setup làm việc này? Thú vị hay là không? Đáng tiền hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên check giá những sản phẩm này tại 7net để có mức giá tốt nhất nha. Hàng chính hãng luôn đấy. Link ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì bye.